Tới phòng tôi rồi. Cô về phòng đi. Tôi... Sao? Có chuyện gì à? Tôi xin lỗi. Cô xin lỗi về chuyện gì? Về chuyện của Trang. Tôi đã biết hết rồi. Tôi biết là anh đã chịu nhiều thiệt thòi. Cảm ơn anh đã nghĩ cho Trang. Cô biết lâu chưa? Tôi mới biết. Vậy lúc cô gửi hình cho bố mẹ tôi, rồi lúc cô tới trường táp tôi, xì vả tôi, cô có nghĩ gì không? Thế rốt cuộc anh có tha lỗi cho tôi không? Thấy bạn anh như vậy với anh trai tôi, anh ghen chứ gì? Đúng, tôi có ghen. Nhưng mà không như cô nghĩ đâu. Chỉ là tự dưng tôi cảm thấy hơi hụt hẫng một chút. Một người gắn bó với mình từ nhỏ, chia sẻ với mình tất cả mọi thứ trên đời, rồi đi đâu làm gì cũng có nhau. Vậy mà bây giờ